thân trong Người Đẹp Tây Đô, là cô du kích Mai trong Những Nẻo Đường Phù Sa, là cô Tâm của Đời Cát. Vai diễn đã mang đến giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương. Ngoài ra, chị còn là đạo diễn của bộ phim đạt 3 giải lớn trong liên hoan phim ASEAN năm 2017, bộ phim Đảo Của Dân Mục Cư. Nói đến đây, chắc hẳn quý vị đã biết chúng ta đang nói đến nghệ sĩ nào rồi đúng không ạ? Vâng, đó chính là diễn viên đạo diễn Hồng Ánh. Ngay bây giờ xin kính mời quý vị hướng về màn hình để chúng ta cùng nhìn lại những vai diễn đáng nhớ của chị Hồng Ánh được không ạ? À, xin phép được bắt đầu. Và hôm nay vị khách mời xinh đẹp này đang đứng cạnh Phương Thảo. Và để cho chương trình của chúng ta khá dài thì xin phép được mời chị Hồng Ánh ngồi xuống ghế để mọi người được trò chuyện lâu hơn được không cả nhà? Vâng, xin một tròng vào tay nữa cho nghệ sĩ Hồng Ánh ạ. Có lẽ là lời đầu tiên xin cho phép Hồng Ánh gửi đến tất cả quý vị khán giả, quý vị Phật tử cũng như quý chư Đức Tăng Ni lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất từ cá nhân Hồng Ánh cũng như các anh chị em nghệ sĩ và Việt Nam ạ. Kính thưa quý vị khán giả, chắc hẳn quý vị và khán giả đã biết được diễn viên Hồng Ánh là một diễn viên rất là xuất sắc, và với những với vai trò là một diễn viên thì chúng ta được biết nhiều lắm rồi đúng không ạ? Và như tin mà Phương Thảo được nhận được và tin tức hàng ngày mà Phương Thảo xem thì trong năm 2017 thì Hồng Ánh với vai trò là một đạo diễn đã có rất là nhiều giải thưởng lớn, thì không biết là chị có thể chia sẻ nhiều hơn với cái hướng đi mới này của mình được không ạ? Không việc gì thay đổi gì. Có lẽ là tất cả những khán giả yêu mến Hồng Ánh đã biết Hồng Ánh với vai trò như vậy với em. Và Hồng Ánh đến với cô biết là những thứ ngoài kia người diễn viên từ năm 1996 anh không nhưng biết đến năm 2017 có thể nói ở đây có một có gì vui đâu vô cùng quan trọng với cá nhân mình đó là mình bước vào một vai trò mới với tư cách là một đạo diễn trong bộ phim đầu tay Đạo Của Dân Phụ Cư. Và bộ phim đầu tay này thì mình vinh dự nhận được 3 giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Đông Nam Á và giải đặc biệt của ban giám khảo tại Liên hoan phim Á Âu. Đây quả thật là một cái điều vô cùng quan trọng đối với Hồng Ánh, bởi vì mình thì cũng có rất là nhiều năm gắn bó với nghề, đi theo đoàn làm phim rất là nhiều, đứng ở nhiều cái vị trí khác nhau. Nhưng mà khi làm một người đạo diễn, là một người đầu tàu của một cái bộ phim với một cái dự án kinh phí rất là lớn thì cái áp lực nó vô cùng khó khăn. Rồi mình làm việc với những cái nghệ sĩ anh chị rất là thân tuổi, cả những cái người diễn viên trẻ nữa. Nhưng mà anh nghĩ là nếu như chúng ta có đam mê và chúng ta yêu cái nghề chúng ta thật sự thì những cái khó khăn nào chúng ta cũng sẽ có cái cách để mà mình vượt qua nó, để mình chinh phục được nó. Và anh rất là mừng bởi vì mình đã có một cái cộng sự cùng yêu cái kịch bản và câu chuyện của mình. Và cái câu chuyện đó của người Việt Nam lại được bạn bè quốc tế chia sẻ và đồng cảm. Đó là cái điều mà mình rất là xúc động khi mà khán đài của những liên hoan phim lớn, cái tên Việt Nam được gọi lên là một cái điều rất là tự hào. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị. Và em vừa nhận được một câu hỏi từ khán giả ạ. Là như được biết thì chị là một Phật tử và có rất là nhiều hoạt động thực hiện cũng giống như là những cái hoạt động nghệ thuật về Phật pháp và về Phật giáo, thì có thể chia sẻ cơ duyên nào đem chị đến với Phật giáo được không ạ? Có lẽ là lời đầu tiên anh trả lời câu hỏi này là xin cho phép anh nói lời cảm ơn rất là chân thành và sâu sắc đối với sư cô Thích Tâm Trí là trụ trì chùa Đại Ân, cũng như là người anh họ của mình, MC Hoàng Thanh, là người đã làm một cái cầu nối kết duyên cho Hồng Ánh có mặt ngày hôm nay để ngồi đây cùng giao lưu với tất cả quý vị khán giả trong chương trình rất là dễ thương này. Xin cảm ơn anh Hoàng Thanh và sư cô rất là nhiều ạ. Hồng Ánh đến với Nhật thì rất là nhiều lần rồi, đi tham dự liên hoan phim Fukuoka của Nhật Bản, liên hoan phim Tokyo, liên hoan phim Phụ Nữ Thế Giới. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đến với tư cách là một nghệ sĩ, mình tham gia giao lưu chia sẻ với đồng bào của mình ở Nhật. Rất là xúc động, giống như là mình được trở về nhà vậy. Nói về cái cơ duyên mà ảnh đến với Phật Pháp thì
có lẽ là bắt nguồn từ cái tình yêu thương mà mình dành cho cha mẹ. Gia đình Hồng Ánh thì đều là Phật tử thuần thành, nhưng mà mình thì mãi đến năm 2009 thì Ánh mới bắt đầu quy y Tam Bảo. Pháp danh của mình là Liên Ánh, Ánh quy y tại chùa Hoằng Pháp. Và từ đó đến nay thì mình đã tham gia rất là nhiều những công tác thiện nguyện liên quan tới Phật sự. Có bất kỳ một chương trình nào nếu như mà mình đóng góp được không bằng tài chính trong khả năng của mình, thì cũng bằng cái sức kêu gọi đóng góp các nguồn tài trợ từ nơi khác, hay như là mang cái khả năng về giới thiệu chương trình cũng như là biểu diễn sân khấu, hoặc mình có thể dựng quay những cái clip, những cái phim ngắn để đóng góp cho cái chương trình đó. Năm 2009 thì cũng là năm Ánh lập gia đình và cũng là một trong những nghệ sĩ đầu tiên ở Việt Nam làm lễ hàng thuận ở chùa. Và sau đó thì Ánh cũng được biết là cũng có rất là nhiều anh chị nghệ sĩ cũng làm lễ hàng thuận. Và Ánh cảm thấy là cái ngày trọng đại của mình á, là mình chọn đứng trước Tam Bảo, mình nói cái lời phát nguyện của mình thì dường như là mình được củng cố thêm được cái tình yêu thương và được chứng giám. Và mỗi khi trong cái đời sống vợ chồng hay là trong cái cuộc sống mình có những cái gì khó khăn á, thì mình đều hướng về Tam Bảo, giống như là vì cái điều đó, vì cái lòng tin đó để mà mình ngồi xuống, mình hàn gắn, mình tìm ra được những cái giải pháp để mà mình yêu thương và chia sẻ với nhau nhiều hơn, là mình đi đến cái kết thúc nó không tốt đẹp. Ánh cũng theo rất là nhiều những cái chương trình Phật sự của thầy Thích Minh Niệm, như là diễn đọc trong cái quyển sách Hiểu Về Trái Tim của thầy, thực hiện dàn dựng những cái chương trình đêm nhạc thiền. Quý vị có thể theo dõi những cái chương trình đó ở trên YouTube, và những cái bài đọc trong quyển sách Hiểu Về Trái Tim, cũng như là những chương trình thiện nguyện và đặc biệt là của Hội Phật tử Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Và theo em được biết thì chị đang đồng hành cùng với thầy Thích Minh Niệm trong chương trình là Thiền Hiểu Biết. Và chị có thể chia sẻ cho mọi người biết hơn, biết rõ hơn về chương trình này đúng không ạ? Ánh có một cái cơ duyên là bắt đầu từ một cái quỹ mình đi vận động cái nguồn tài trợ cho Hiểu Về Trái Tim để mổ tim cho các trẻ em nghèo. Và cũng lần đó thì mình được tiếp xúc với quyển sách về tâm lý trị liệu của thầy Thích Minh Niệm, và lần đầu tiên mình cảm thấy có một cái quyển sách về tôn giáo kết hợp về tâm lý nó rất là dễ hiểu và nói đúng, rất là đúng những cái tâm lý về cảm xúc của con người, và có được những cách để cho chúng ta tìm ra được những cái khúc mắc, tháo gỡ để mà chúng ta được cái bình an trong cái cuộc sống. Và cái cơ duyên đó thì Ánh khi mà nhận được cái lời mời của anh diễn viên Chi Bảo, là một trong những người nằm trong ban tổ chức, khi mà đang tìm một cái giọng đồng để mà ghi âm tất cả những cái bài viết của thầy để mà phát hành rộng rãi lên kênh trên online YouTube, thì rất nhiều những cái giọng đồng mẫu được gửi về. Thì thầy Minh Niệm đã chọn cái giọng đồng của mình là một trong số những giọng đồng chính. Và từ đó đến nay thì Hồng Anh cũng đồng hành với thầy. Mỗi lần thầy ra một cái dự án gì mới, giới thiệu những quyển sách mới hay là những cái chương trình thiền tập mới thì mình đều tham dự, bởi vì anh nghĩ là với cái người nghệ sĩ á, cái cuộc sống và cái công việc nó vô cùng phức tạp, mình di chuyển rất là nhiều, mình tiếp xúc được rất là nhiều người, và nếu như mình chia sẻ được những cái điều hay, những cái lời Phật dạy thông qua những cái cuộc tiếp xúc, thông qua những cái lần đi đó mà có được những cái kiến thức của Phật Pháp, thì nó giống như là mình chia sẻ được cái tình yêu thương đến với khán giả hơn. Trước là bằng cái tình cảm mà khán giả đã yêu thương mình trong những cái vai diễn, sau đó mình chia sẻ được nhiều hơn những cái điều hay, điều đẹp của đạo đến với rất là nhiều phụ nữ hơn. Thì anh nghĩ là một trong những cái điều mà làm cho chúng ta không hạnh phúc là bởi vì chúng ta yêu thiếu hiểu biết, chúng ta không có một cái chỗ dựa vững vàng về tâm lý, về tâm linh, cho nên là chúng ta cứ xoay tròn trong những cái vòng xoáy đó về sân hận, rồi nó cứ lẩn quẩn như vậy. Thì người ta nói là gặp thầy có học và gặp những cái người cùng chia sẻ những cái năng lượng lành thì bao giờ chúng ta cũng thấy cái cuộc sống của mình nó tốt đẹp hơn. Là những chia sẻ thật là ý nghĩa về Phật Pháp và những điều mà em cũng
đang rất là suy nghĩ rất là nhiều về những cái đối nhân xử thế trong cuộc sống. Và trong cái chương trình, anh em xin hỏi là đây là chuyến thứ mấy thì sang Nhật ạ? Anh rất là yêu nước Nhật, gần như là năm nào anh cũng đến Nhật 2 lần. Vào mùa hoa đào nở và mùa lá đỏ, tháng 4 và tháng 11. Nhưng anh nói ở đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh tham gia với tư cách là một nghệ sĩ, tham gia vào một chương trình để phục vụ cho cộng đồng. Và lại càng ý nghĩa hơn là chương trình thiện nguyện thỉnh chùa, cái gây quỹ thỉnh chùa Đại Ân của Siro Thích Tâm Trí. Và có cái cơ duyên để làm cầu nối ngày hôm nay nữa. Cho nên là anh rất là mong là chương trình sẽ nhận được rất là nhiều cái sự ủng hộ cũng như là cái sự góp ý chân thành, để cho không chỉ dừng lại ở mùa đầu tiên mà rất là mong được gặp lại tất cả quý vị ở những mùa thứ 2, thứ 3. Không chỉ là năm sau mới biết đâu, lại cuối năm nay thì sao. Dạ, bởi vì... Đúng không quý vị? Đúng không thôi thế nào ạ? Một lần nữa chào đón cho ông tới với lại sân khấu được không ạ? Rất là mong là không chỉ là xuất hiện với vai trò là một cái người MC dẫn dắt chương trình cùng với MC Hoàng Khanh, hay là một cái người nghệ sĩ giao lưu đâu. Mình rất là muốn mình có thể diễn một cái trích đoạn kịch hay là một cái tiểu phẩm gì đó cũng được. Nói chung là bằng tất cả những khả năng của mình muốn cống hiến rất là nhiều. Thì em chắc chắn là em hay là khán giả ở đây sẽ hy vọng một trong tương lai rất là gần thì sẽ được đón chào Hoàng Khanh một lần nữa quay lại Nhật, đúng không ạ? Và trong giới thiệu một bộ phim cũng được, đúng không ạ? Và chắc chắn lúc đó thì sẽ có rất là nhiều người tới ủng hộ chị. Và như em là một người, thực ra em đi đến Nhật khoảng 10 năm và trong cái lúc mà mình lúc còn nhỏ đó thì được xem rất là nhiều những vai diễn của Hoàng Khanh. Thì hôm nay sư cô nói là Thảo ơi, chị muốn cái giao lưu này con. Nó nhìn nhẫn nhưng mà em nhận không có ra bởi vì là chị quá trẻ. Nghĩa là mình không ngờ là từ lúc nhỏ mình lại tiếp xúc với lại là chị đã ở trên màn hình là một người rất là lớn, nhưng mà đến hai chắc phải 10 hay là 15 hoặc 25 đó rồi chị vẫn tại trong cái vẫn trẻ trâu như vậy, cho nên là em thấy rất là vui khi được gặp chị. Thì chị ơi, là mình trong cái cuộc trong cái sự nghiệp diễn xuất của mình đó, thì mình có cái vai diễn nào mà mình thật sự ấn tượng, thật sự là mình yêu vai diễn, bây giờ mình nhớ lại cái vai sự nghiệp của mình và mình nhớ ngay cái vai diễn không? Có rất là nhiều những cái vai diễn ấn tượng, tại vì Hồng Ánh vào nghề tới nay là cũng hơn 20 năm rồi, nhưng mà nhớ nhất, bởi vì người ta nói là cái gì đầu tiên bao giờ cũng mang đến cho mình nhiều cái cảm xúc, nhiều cái kỷ niệm, đó là vai diễn Bạch Vân trong bộ phim Người Đẹp Tây Đô. Những năm đó thì anh mới có 18, 19 tuổi thôi và bước ra từ cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, thì mình nghe cái thông báo được casting tuyển diễn viên trong cái bộ phim thời bấy giờ là bộ phim truyền hình rất là rầm rộ, rất là nổi tiếng. Và càng bất ngờ hơn khi mình biết cái người mà đóng vai Bạch Cúc lại là diễn viên Việt Trinh, là một trong những cái người nữ diễn viên mà cũng giống như Thảo đó, là thời nhỏ thì mình rất là ngưỡng mộ. Và khi mình đến để mình casting thì nhận được cái kết quả thông báo được vào làm phim, mình được vào vai Bạch Vân, một cái niềm vui, một cái cảm xúc nó vỡ òa. Và đến phim trường là ngày nào mình cũng, kể cả những cái ngày không có vai diễn của mình, mình cũng đến đó để nhìn xem những cái thần tượng của mình nó diễn như thế nào. Rất là hạnh phúc là bởi vì các anh chị biết mình là diễn viên mới, cho nên là các anh chị không hề tạo một cái khoảng cách, lúc nào cũng chia sẻ hướng dẫn rất là tận tình. Anh còn nhớ có một cái cảnh khi mà mình chia tay chị hai mà đi làm đám cưới với cái người mà chị không có yêu. Mình đứng ở trong cái khung cửa và mình khóc, mà đạo diễn kêu khóc thì mình cứ nhìn theo chị Việt Trinh đi rồi nhìn quay lại những đứa em khóc, mình cứ khóc hoài đến độ mà máy hô cắt rồi còn anh vẫn cứ khóc khóc đứt lên mãi luôn, đến độ mà mọi người phải ra nói là không có đâu, đây chỉ là đóng phim thôi. Thì Bạch Vân sau bộ phim được chiếu rồi thì anh đi ra đường thì mọi người gặp mình, mọi người cũng cứ kêu mình là Bạch Vân cho tới tận bây giờ luôn. Thỉnh thoảng vai diễn đó, nhân vật đó vẫn được khán giả nhắc nhở tới. Và bộ phim nữa là bộ phim Đụng Vân Tiên, Hồng Ánh trong vai Kiều Nguyệt Nga cũng vậy. Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của Việt Nam. Hay như bộ phim Tâm, cô Tâm trong Cầu Thang Tối, cô Tâm trong bộ phim Đời Cát, là một trong những vai diễn mang đến giải thưởng quốc tế đầu tiên cho Hồng Ánh, một cái niềm vinh dự rất là lớn. Và từ đó đến nay thì còn những vai diễn khác như là cô Hằng trong Trăm Ngày Đáy Giếng, rồi
cô Lan trong Tâm Hồn Mẹ, và gần đây nhất, mới nhất đó chính là Hiểu Phương trong bộ phim Những Tháng Năm Rực Rỡ. Bộ phim vẫn còn đang được phát hành ở Việt Nam và là bộ phim đạt kỷ lục doanh thu lớn nhất trong năm vừa rồi. Những chia sẻ thật là quý báu. Và trong hội trường hôm nay của chúng ta thì có vị khán giả nào có câu hỏi muốn đặt trực tiếp thì chị Hồng Ánh không ạ? Ôi, nhà hội trường hơi tối, và thật ra thì những câu hỏi mà quý vị quan tâm thì Phương Thảo cũng đã rất là Phương Thảo đã tổng hợp hết rồi, cho nên xin phép thời lượng của chương trình có vẻ là bên hậu đài đã không thể tiếp tục thêm. Thật ra Phương Thảo cũng giống như quý vị khán giả ở đây rất là muốn được trò chuyện nhiều hơn với chị Hồng Ánh, nhưng mà chúng ta, chương trình của chúng ta thời lượng có cho phép, cho nên em thay mặt những khán giả tại Nhật Bản xin gửi lời chúc tới cho chị. Chị luôn xinh đẹp và sẽ trong năm tới đây sẽ có thật là nhiều giải thưởng thành công hơn nữa, và chúc chị thật là nhiều sức khỏe để có thể đóng góp nhiều hơn vào trong nghệ thuật của nước nhà. Xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn cô Như Tâm đã mời Hồng Ánh tham dự chương trình, và xin cảm ơn tất cả những tình cảm của quý vị khán giả đã yêu thương dành cho những vai diễn của Hồng Ánh cũng như là những cái tác phẩm của Hồng Ánh đã tham gia, và rất là mong một ngày thật gần thật sớm được quay trở lại đây để cống hiến rất là nhiều những cái tiết mục của quý vị khán giả. Chúng tôi xin chào đón trở lại với những tiết mục tiếp theo.